những tin chính mới cập nhật. Indonesia đến Việt Nam sớm, sẵn sàng thách thức U23 Việt Nam. Đêm ngày 18 tháng 3, U23 Indonesia đã đặt chân lên sân bay Nội Bài, sẵn sàng chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. Bảng K vòng loại U23 châu Á sẽ diễn ra tại Việt Nam với sự góp mặt của 4 đội U23 Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Brunei. Trong số này, U23 Indonesia là đội đến Việt Nam sớm nhất vào lúc 22 giờ 5 phút ngày 18 tháng 3, đội bóng xứ Vạn Đảo đã có mặt tại sân bay Nội Bài. Ban đầu, đội bóng này chốt kế hoạch hạ cánh vào buổi trưa nhưng sau cùng lại thay đổi vào giờ chót. Các cầu thủ Indonesia đến Việt Nam trên chuyến chuyên cơ Việt Nam 276B. Chuyên cơ bay tới sân bay Thống Nhất làm thủ tục quá cảnh trước khi đến Nội Bài. Vì di chuyển bằng chuyên cơ nên các cầu thủ Indonesia hoàn thành thủ tục khá nhanh. Họ mất khoảng 30 phút nán lại tại sân bay trước khi lên xe buýt của Liên đoàn bóng đá Việt Nam về thẳng khách sạn nghỉ ngơi. Đội bóng xứ Vạn Đảo sẽ ra sân tập luyện ngay buổi sáng tại Trung tâm Thể thao Viettel, Hòa Lạc. Sang Việt Nam lần này, Indonesia mang theo 21 trên 24 cầu thủ từng giành chức vô địch U22 Đông Nam Á cách đây một tháng. Ngoài ra, họ bổ sung thêm 3 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Egi Maulana, Lechiga Dan Ba Lan, Ezra Walian, Akesi Uaubek Hà Lan, Sadio Ramdani, Pahang Malaysia. Trong đó ấn tượng nhất là thần đồng sinh năm 2000 Egi Maulana, cầu thủ 19 tuổi từng được một số câu lạc bộ lớn châu Âu như Ajax, Sporting Lisbon, Getafe mời thử việc. Một cầu thủ đáng gờm khác là Ezra Walian, cựu tuyển thủ U17 Hà Lan. Anh này từng ghi 5 bàn trong ngày ra mắt vào lưới San Marino ở vòng loại U17 châu Âu. Anh mang hai quốc tịch Hà Lan và Indonesia nhưng quyết định chọn Indonesia để thi đấu. U23 Indonesia tự làm khổ mình khi tới Việt Nam quá sớm. Với kế hoạch gấp gáp, U23 Indonesia gặp nhiều khó khăn khi đặt chân tới Việt Nam và việc chuẩn bị sớm của họ không đem lại được kết quả cao. Vào tối qua, U23 Indonesia đã đặt chân tới Việt Nam tại Hà Nội. Đội bóng này được bố trí đóng quân tại khách sạn Crowne Plaza. Việc hành quân sang sớm 2 ngày so với quy định đã cho thấy quyết tâm rất lớn của đội bóng xứ Vạn Đảo, nhưng cũng khiến họ phải tự túc trong những ngày đầu tiên đặt chân tới Việt Nam. Cụ thể, vì tới quá sớm nên U23 Indonesia không được tập tại sân trung tâm đào tạo trẻ VFF theo quy định của AFC, chỉ đến tập từ ngày 20 trở đi. Do đó, họ chọn Trung tâm Thể thao Viettel để luyện tập 2 buổi. Ban lãnh đạo Indonesia ra kế hoạch rất gấp khi họ muốn di chuyển tới nơi tập luyện vào sáng sớm hôm sau. Họ không ngờ Trung tâm Thể thao Viettel nằm ở Hòa Lạc, cách trung tâm Hà Nội 40 km và cách nơi đóng quân của đội U23 Indonesia hơn 30 km. Đường xa cộng với sự mệt mỏi do việc mới chỉ đặt chân tới Việt Nam vào tối hôm trước khiến ban huấn luyện đội bóng này ra quyết định nghỉ tập để các cầu thủ ở khách sạn nghỉ ngơi. Như vậy, U23 Indonesia tới Việt Nam sớm 2 ngày nhưng không đạt được quá nhiều thành quả. Từ ngày 20 tháng 3, U23 Indonesia sẽ tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF nằm ngay cạnh sân Mỹ Đình. Hiện đội bóng này đang có 24 cầu thủ và sẽ loại một người, nhiều khả năng là một tiền đạo cắm, trước hạn chót vào ngày 21 tháng 3 tới. Trước khi sang Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 ở bảng K, U23 Indonesia đã có trận đấu tập với câu lạc bộ Bali United. Ở trận đấu này, U23 Indonesia giành chiến thắng với tỷ số 3-0, 3 bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ Uy Tần, Zola và Ezra Willian. Đó cũng là trận đấu bất bại thứ 11 liên tiếp của U23 Indonesia.
Bali United là một câu lạc bộ tầm trung ở giải vô địch quốc gia Indonesia, nhưng đây rõ ràng là một kết quả thuận lợi dành cho U23 Indonesia trước thềm vòng loại U23 châu Á 2020. Có thể nói, họ vượt qua bài test một cách hoàn hảo khi những ngôi sao của giải U22 Đông Nam Á như Zola, Ethan và cầu thủ vừa mới trở về từ nước ngoài Ekra đều đã lập công. Trận thắng này cũng cho thấy nhà vô địch của giải U23 Đông Nam Á đang có sự chuẩn bị rất tốt. Tiếp theo là thần đồng Indonesia nói U23 Việt Nam rất mạnh nhưng hãy chờ xem. Phát biểu tại sân bay Nội Bài, tiền đạo trẻ Egi Maulana đặt mục tiêu vượt qua vòng loại U23 châu Á để đạt mục thành tích đó. Một trong những điều phải làm là vượt qua U23 Việt Nam. Đội tuyển U23 Indonesia đã có mặt tại sân bay Nội Bài đêm 18 tháng 3 để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á có mặt trong chuyến đi tới Việt Nam. Còn có thần đồng sinh năm 2000 Egi Maulana, người đang chơi bóng ở Ba Lan cho câu lạc bộ Legia Gdan. Chúng tôi đến đây để giành tấm vé vào vòng chung kết trước vô địch U22 Đông Nam Á, giúp chúng tôi tự tin và cố gắng thể hiện sự tiến bộ hơn. Sao trẻ Indonesia trả lời phỏng vấn tại sân bay Nội Bài. Đánh giá sức mạnh của các đội bóng tại bảng K, Maulana tỏ ra thận trọng. Các đội bóng ở bảng K đều rất mạnh, cả Việt Nam, Thái Lan và Brunei cùng sở hữu đội hình chất lượng. Indonesia cũng vậy, vì thế những màn đối đầu sắp tới sẽ rất hấp dẫn và hãy cùng chờ xem đội nào sẽ vượt qua vòng loại. Nói về chủ nhà Việt Nam, Maulana cảm thấy hứng thú. Tôi có biết một vài cầu thủ của các bạn nhưng tên họ hơi khó đọc. Nhưng tôi biết về hành trình của họ năm ngoái. Tuy nhiên, chúng tôi từng thắng U22 Việt Nam ở U22 Đông Nam Á. Dù vậy, điều đó không còn quan trọng nữa. Khi đó là giải Đông Nam Á, còn bây giờ là giải châu Á. Và U23 Indonesia sẽ chiến đấu để giành thắng lợi. U23 Indonesia sẽ có 3 ngày tập luyện trước khi bước vào trận đấu đầu tiên gặp Thái Lan ngày 22 tháng 3. Sau đó, đội bóng này sẽ có cuộc chạm trán nảy lửa với U23 Việt Nam. Những năm gần đây, bóng đá trẻ Việt Nam thường thất bại trong những lần đối đầu với người Indonesia nên người hâm mộ đang quan tâm đến màn so tài hôm đó. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của kênh Mai Nguyễn. Hãy ủng hộ mình bằng cách bấm vào nút đăng ký và bấm vào chuông để nhận được video mới nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.